Lam về tới nhà thì cô thấy nhà có khách, là bà Phương, mẹ của ông Dương ở Mỹ mới về. Nghe tin con trai sắp cưới vợ nên bà Phương thu xếp công việc để về xem mặt con dâu mới của bà. Nhìn thấy Lam về, ông Dương liền gọi: "Lam ơi, con lại đây chào bà nội đi con. Bà nội tên Phương, ở Mỹ mới về đấy con." Lam cúi đầu lễ phép chào: "Dạ, con chào bà nội ạ." Bà Phương cười nhếch miệng, giọng đầy khinh miệt: "Không dám, tôi không dám nhận thêm cháu nội đâu. Tôi chỉ có cái Ngọc Ánh là cháu nội của tôi thôi." Bà Mai ngồi đó mặt sầm xuống. Bà tức giận khi biết bà Phương không chấp nhận bà và con gái bà. Nhưng có ông Dương đứng ra bảo vệ thì bà không sợ. Nhưng trước mặt mẹ chồng và chồng thì bà Mai vẫn làm bộ mặt vui vẻ như không có chuyện gì. Ông Dương thấy mẹ quá đáng, ông nói luôn: "Mẹ à, sao mẹ lại nói như vậy? Lam là con gái của Mai thì cũng là con gái của con, cũng là cháu nội của mẹ. Chưa cưới hỏi mà con nói như vậy rồi, con không thấy mình ngu ngốc sao? Con và Mai chưa tổ chức tiệc cưới nhưng đã đăng ký kết hôn rồi ạ. Như vậy là con và Mai đã là vợ chồng hợp pháp. Con coi Lam như con gái ruột của con. Sau này con sẽ đứng ra lo công việc cho con bé. Mẹ đừng nói gì quá đáng với con bé, nếu không con sẽ giận mẹ đấy." Bà Phương trợn trừng mắt quát lên: "Cái gì? Đăng ký kết hôn rồi sao? Mẹ nói là con chờ mẹ về sẽ quyết định cơ mà. Sao con phải vội vàng thế? Cô ta xúi giục con phải không?" "Không ai xúi giục con hết. Con yêu cô ấy, con muốn cưới cô ấy thế thôi." "Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngốc quá vậy hả con? Con đang bị mẹ con nhà nó lừa gạt đấy. Con mau tỉnh ngộ lại đi Dương." Ông Lam thấy bà Phương nói quá đáng nên ông bảo Ngọc Ánh: "Ngọc Ánh, con đưa chị Lam về phòng đi, để ba mẹ nói chuyện với bà nội." "Dạ." Ngọc Ánh nhanh chóng kéo Lam về phòng. Lam buồn lắm. Cô đã biết trước là mẹ của ông Dương sẽ không chấp nhận mẹ và cô. Nhưng hôm nay thấy thái độ gay gắt của bà ấy thì cô cảm thấy hơi sợ. Bà ấy khó tính và ghét mẹ cô như vậy thì làm sao mà mẹ cô sống yên ổn ở đây với ông Dương. Ngọc Ánh là cô gái hiểu chuyện. Cô bé nói với Lam: "Chị Lam à, tính bà hay nói vậy thôi, khiến mọi người không vui. Nhưng bà nội tốt tính lắm. Sau này em tin chắc chắn rằng bà nội sẽ thương chị, thương mẹ Mai như con cháu trong nhà thôi." Lam cười gượng rồi nói: "Chị sợ bà nội sẽ không thương mẹ và thương chị đâu. Chị buồn lắm." "Chị đừng buồn nữa nhé. Có em với ba Dương nói đỡ, chắc chắn bà nội sẽ hiểu và thương mẹ và chị thôi. Chị hãy tin ở em, bà nội sẽ thương chị giống như em thôi." "Ngọc Ánh, chị cảm ơn em nhé." "Không có gì đâu chị gái." Ngọc Ánh và Lam ôm nhau và cùng động viên tinh thần nhau. Tình cảm của hai chị em ngày càng khăng khít tốt đẹp. Ở bên ngoài, ông Dương và bà Phương vẫn đang gay gắt với nhau. Bà Phương không ngần ngại mà hỏi thẳng bà Mai: "Cô cố tình tiếp cận con trai tôi phải không? Cô lên kế hoạch dụ dỗ nó. Cô qua mặt được con trai của tôi và cháu gái tôi, chứ không qua mặt được tôi đâu." Bà Mai dù tức giận tới mấy nhưng vẫn giả vờ là mình bị oan ức. Bà ấm ức vừa khóc vừa nói: "Mẹ à, con thật lòng yêu anh Dương. Con xin mẹ đồng ý cho con ở bên anh Dương. Con thể là con sẽ hết lòng với anh ấy." "Cô im mồm đi. Ai cho cô gọi tôi là mẹ? Cô nhìn lại bản thân cô đi, xem cô có gì xứng đáng với con trai của tôi không. Nhà không có, nghề nghiệp không, lại còn có một đứa con gái riêng. Có ai bằng tuổi cô mà vẫn phải lang thang kiếm sống không? Nói thế nào thì nói, cô vẫn không xứng đáng với con trai tôi." Bà Mai vì không muốn mất cái mỏ vàng nên bà ta chấp nhận hạ mình để cầu xin bà Phương: "Mẹ ơi, con thật lòng thương anh Dương mà mẹ. Đúng là con không có gì trong tay, con không xứng với anh Dương. Nhưng con có tình yêu ạ. Con sẽ cho anh Dương tất cả những gì mà con có. Con xin mẹ đừng chia rẽ chúng con." "Cô đừng có mơ, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đâu." Bà Mai quỳ gối cầu xin bà Phương. Lúc đó ông Dương đã mất kiểm soát. Ông kéo bà Mai dậy, ông gắt lên: "Mình đứng dậy đi. Mình không cần phải hạ thấp bản thân như vậy. Mình ở bên tôi cơ mà. Tôi không cho phép mình quỳ gối trước mặt ai." Sau đó ông Dương trừng mắt nhìn bà Phương: "Đủ rồi đấy mẹ. Nếu mẹ quá đáng như vậy thì con mời mẹ về Mỹ đi ạ. Ở đây không có ai chào đón mẹ đâu. Con nói luôn là con tôn trọng mẹ nên con gọi mẹ về làm chủ hôn cho con.
Nhưng mà đã nhất quyết phản đối thì mời mẹ về Mỹ. Hôn nhân của con sẽ tự mình quyết định. Bà Phương choáng váng trước thái độ gay gắt của con trai. Con nói mẹ như vậy mà nghe được sao? Con không nhìn ra bộ mặt thảo mai giả tạo của cô ta hả? Mẹ thì nhìn ai mà mẹ chẳng nghĩ là người ta thảo mai giả tạo. Con không muốn nói với mẹ nữa. Mẹ về Mỹ đi ạ. Mẹ đừng ở đây nữa. Con về mẹ con nói mà đuổi mẹ đi sao? Con mù quáng quá rồi đấy. Mẹ muốn nghĩ sao thì nghĩ. Rồi sau này con sẽ phải hối hận khi không nghe lời mẹ. Hối hận hay không là việc của con. Mẹ đừng có tham gia. Bà Phương tức muốn ói máu. Ông Dương kéo bà Mai về phòng. Bà Mai thấy ông Dương bảo vệ thì bà hả hê lắm. Bà nghĩ thầm trong đầu. Cái bà già sắp chết rồi mà còn ghê gớm thật đấy. Bà cứ chờ đi. Bây giờ bà quái thai với tôi thì sau này tôi sẽ trả lại bà gấp 10 lần. Thời gian còn dài lắm. Bà cứ chờ đi. Bà Mai vào trong phòng bắt đầu khóc lóc với ông Dương. Mình à, mẹ không đồng ý cho mình cưới em. Mẹ không thích em. Bây giờ em phải làm sao hả mình? Em yêu mình lắm. Không có mình em làm sao mà sống nổi. Ông Dương ôm và động viên bà Mai. Mình đừng khóc nữa. Anh thương mình lắm. Có anh ở đây rồi. Mẹ không dám làm gì mình đâu. Mình cứ yên tâm nhé. Thế còn đám cưới của chúng ta thì sao hả mình? Đám cưới của chúng ta vẫn diễn ra bình thường. Anh đặt tiệc rồi. Khách cũng mời rồi. Tới ngày là chúng ta tổ chức thôi. Em thấy buồn lắm. Vì em mà mình bất hòa với mẹ. Hay là mình nghe lời mẹ đi. Để em bảo con gái dọn đồ rồi rời đi trong đêm. Em yêu mình. Em không muốn nhìn thấy mình khổ tâm vì em đâu. Bà Mai diễn hợp vai như vậy. Ông Dương làm sao mà vượt qua được. Ông ôm bà Mai và nói giọng đảm bảo chắc chắn. Anh đã nói rồi. Anh là người quyết định tất cả. Nếu em yêu anh, thêm ở bên cạnh anh đi. Mọi chuyện anh sẽ lo hết. Em hiểu ý của anh chứ? Bà Mai gục đầu vào vai của ông Dương thỏ thẻ. Dạ vâng, em nghe lời mình. Vì bà Mai mà ông Dương và bà Phương không nhìn mặt nhau. Tuy nhiên tiệc cưới do ông Dương quyết định, nên bà Phương muốn ngăn cản cũng không ngăn cản nổi. Mấy ngày trước khi tiệc cưới diễn ra thì bà Mai cư xử rất tử tế. Bà Phương nói gì bà Mai cũng nhịn. Bà ghim tất cả mọi chuyện ở trong lòng. Đợi khi bà và ông Dương tổ chức tiệc cưới xong thì bà Mai sẽ trả đũa lại bà Phương. Bà Mai là người thù lâu nhớ dai. Bà tuyệt đối không bỏ qua cho bà Phương đâu. Một tuần sau đó, bà Mai và ông Dương tổ chức tiệc cưới. Bà Mai khoác lên mình bộ váy cưới đắt tiền lộng lẫy. Bà sống nửa đời người rồi, mãi cho tới bây giờ bà mới được mặc váy cưới. Khỏi phải nói, bà tự hào hãnh diện tới mức nào. Bà Phương dù không thích, nhưng trong ngày cưới của con trai thì bà không thể kiếm chuyện. Bà ngồi mà mặt chảy dài ra. Trong danh sách khách mời có cả Nhật Nam và Phong. Hai chàng trai này chính là bà Mai mời tới dự. Bà Mai vẫn nói nước đôi với Phong. Mặc dù bà không có ý gả Lam cho Phong, nhưng bà vẫn tham lam, muốn moi của Phong 5 tỷ tiền sính lễ. Còn Nhật Nam là người thừa kế tập đoàn lớn. Đương nhiên bà Mai muốn gả Lam cho Nhật Nam rồi. Bà Mai quả là đáng trách khi vẫn cho Phong hy vọng. Mà điều đáng nói là ở đây Lam không hề biết mẹ cô đang giao bán cô cho Phong với giá 5 tỷ. Ngày ba mẹ kết hôn, Ngọc Ánh và Lam mặc váy trang điểm rất xinh đẹp. Hai cô gái là phủ dâu đỡ váy cưới cho mẹ. Cả hai đều rất xinh đẹp, nhưng Phong và Nhật Nam chỉ hướng mắt về phía Lam. Phong còn không thèm nhìn Ngọc Ánh lấy một lần, mặc dù Ngọc Ánh đã cho Phong cả tiền cả tình. Mắt Phong nhìn Lam không rời. Anh lên niềm hạnh phúc. Anh tưởng tượng tới khi Lam mặc váy cưới cùng anh sánh bước vào lễ đường. Phong tự nghĩ và cười một mình. Ngọc Ánh tới ngồi cạnh Phong, nhanh không hề biết. Cô lay lay vào tay của Phong và hỏi: Anh Phong, anh nghĩ gì mà cười một mình thế? Phong lúc này mới giật mình. Anh gượng gạo trả lời: À không có gì. Ngọc Ánh, hôm nay em đẹp lắm. Ngọc Ánh được Phong khen, cô cười hạnh phúc. Cô ghé vào tay của Phong và nói: Thật hả chồng? Em đừng nói vậy, không mọi người nghe thấy đấy. Tại sao mình phải giấu chứ? Em muốn công khai cho tất cả mọi người biết chúng mình đang yêu nhau anh à? Không được, anh nói với em rồi. Em sẽ có gì trong tay nên chưa thể công khai được. Anh không muốn bị mọi người cười chê. Em hiểu ý của anh chứ? Ngọc Ánh phụng phịu nói: Em hiểu rồi. Thôi,
Đành chờ tới công việc của anh ổn định rồi chúng ta công khai vậy. Em cứ ngoan đi rồi anh thương nhé. Chỉ cần vài câu nói của Phong, Ngọc Ánh lại chìm vào yêu đương mù quáng. Phong nói gì cô cũng nghe. Cô không hề biết Phong đang lợi dụng mình để có đủ tiền sính lễ để cưới Lam, chị của cô. Lam đang ngồi ở bàn thì Nhật Nam lại ngồi cạnh cô. Anh nhìn cô rồi khen: Lam, hôm nay nhìn em cũng đẹp đấy. Chiếc váy này rất hợp với em. Lam vênh mặt lên nói: Cũng đẹp thôi à? Như vậy là chưa đẹp rồi. Em sẽ đẹp hơn nếu em đi bên cạnh anh. Còn không ở bên anh thì em đẹp bình thường. Cứ phải đi bên anh em mới đẹp sao? Đúng vậy đấy. Nếu em mặc váy cưới sánh bước bên anh thì em xinh đẹp nhất thế gian này luôn. Hay là chúng mình kết hôn đi, để cả hai sánh bước đẹp đôi. Lam đá vào chân của Nam một cái, bĩu môi nói: Anh rất văn vở đấy nhá. Cái gì mà chúng ta kết hôn cho đẹp đôi? Anh ấy là anh tán đổ được em sao? Lam, em mới hạ thấp anh rồi đấy. Anh sẽ tán được em, chắc chắn. Em thách anh đấy. Thách sao? Anh hiểu thằng lắm đó. Vậy thì em chuẩn bị làm cô dâu của anh đi là vừa. Anh bớt ảo tưởng đi. Nhìn mặt anh không gian xảo thì cũng là quân trộm cắp. Nhật Nam nắm lấy tay của Lam và nói: Đúng, anh giống quân trộm cắp. Anh sẽ đánh cắp trái tim của em đấy, bé yêu. Lam rùng mình, cô nhăn mặt nói: Thôi thôi, anh bình thường lại đi. Không em sắp ngộ độc nước bọt rồi đấy. Lam đứng dậy và đi ra ngoài. Nhật Nam vội đi theo. Bé yêu chờ anh với. Tiệc cưới kết thúc, ông Dương và bà Mai đi du lịch một tuần ở Nha Trang. Bà Mai đưa cho Lam 100 triệu và dặn cô: Con cất tiền đi nhé. Mẹ bận đi du lịch không thể ra ngân hàng chuyển tiền vào thẻ được. Để một tuần nữa mẹ về, mẹ sẽ đi chuyển vào tài khoản cho con. Lam cau mày lại, cô hỏi bà Mai: Tiền gì đây mẹ? Mẹ lấy tiền ở đâu? Có phải là mẹ lại lấy trộm của Bái Dương phải không? Bà Mai liền nói: Con đã nói linh tinh cái gì vậy? Tiền này là ông ấy cho mẹ. Mẹ chưa bao giờ ăn trộm tiền của ông ấy. Con có nói linh tinh như vậy, đến tay bà già kia là sách việc đấy. Mẹ nói thật chứ? Tiền này Bái Dương cho mẹ thật không? Con phải tin mẹ chứ. Ông Dương là tỷ phú, ông ấy thiếu gì tiền đâu. Có vài đồng bạc lẻ, tính gì? Thôi cất đi nhanh lên. Lam thở dài rồi hỏi mẹ: Mẹ à, bà nội không thích mẹ thì mẹ đừng có gây chuyện gì nhé. Con thấy cuộc sống của hai mẹ con mình ở đây là ổn lắm rồi. Mẹ sống an phận, tử tế bên Bái Dương đi. Con tin rằng chỉ cần hai mẹ con mình sống tốt, thật là tử tế thì bà nội sẽ chấp nhận chúng ta thôi ạ. Bà Mai vênh mặt lên nói: Con chẳng việc gì phải sợ bà già đó. Mọi chuyện đã có mẹ lo. Lúc trước mẹ và ông Dương chưa cưới, mẹ mới nhịn bà già đó thôi. Còn bây giờ mẹ sẵn sàng tuyên chiến với bà ta. Bà ta già rồi, không đủ sức mà chiến đấu với mẹ đâu. Rồi sắp tới mẹ sẽ cho bà ta biết thế nào là quái thai. Bà ta đối xử tệ với mẹ một thì mẹ sẽ trả cho bà ta 10. Đời còn dài lắm con. Trời ơi, mẹ nói gì vậy chứ? Con bảo mẹ đừng gây chuyện mà. Bà nội nói gì thì mẹ cứ nghe đi. Mẹ đừng có khiến cho mọi chuyện tệ hơn nữa. Con xin mẹ đấy. Được rồi, con không phải lo đâu. Cất tiền rồi đi ngủ đi. Lam không thể hiểu được mẹ cô đang nghĩ gì trong đầu nữa. Cô cầm tiền của mẹ mà lòng đầy hoang mang. Cô không biết có phải tiền của Bái Dương cho mẹ cô không, hay là tiền cô moi trộm của ba. Lam lần mò vào tài khoản ngân hàng của cô thì lại càng hoang mang sửng sốt khi thấy số dư trong tài khoản của cô đã lên tới 300 triệu. Cô không hay để ý tới tài khoản của mình. Mới chưa đầy 2 tháng mà mẹ cô đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của cô 300 triệu. Cô không biết mẹ cô có moi trộm tiền của ông Dương không, nhưng cô biết mẹ cô là người tham tiền. Bà đã tìm được cái mỏ để đào thì không đời nào bà chịu dừng lại. Cô càng nghĩ càng cảm thấy lo hơn. Nếu mà để bà nội và Bái Dương biết tới số tiền này thì cô sợ hai mẹ con cô sẽ bị Bái Dương tống khỏi nhà mất. Mẹ cô đã tìm được một người tốt như ông Dương, nhưng mẹ cô lại không chịu sống an phận. Bà chỉ biết tới tiền, tiền. Sơ hở là bà moi trộm tiền của ông làm vốn riêng thế này. Để lộ ra thì làm sao mà mẹ con cô sống yên ổn được. Lam đã khuyên mẹ rất nhiều nhưng mẹ không bao giờ nghe. Cô thở dài chán nản. Cô liền nhắn tin cho Nhật Nam: Anh rảnh không? Đón em đi uống rượu nhé. Ngay lập tức Nhật Nam gọi lại cho cô. Anh lo lắng hỏi: Lam à, có chuyện gì xảy ra thế? Em có sao không? Em không sao. Sao lại muốn uống rượu? Em có tâm sự gì phải không? Anh có đi với em không?
Trả lời có hoặc không, đừng có lòng vòng. Có chứ, chờ anh 15 phút, anh có mặt ở cổng. Nhật Nam tắt máy, anh vội vàng thay quần áo, rồi nhanh chóng lái xe tới đón Lam. Thấy Lam ngồi ở cổng đợi sẵn, Nhật Nam mở cửa xe và gọi. Lam, lên xe đi. Anh tới rồi à? Chúng ta đi uống rượu thôi. Được rồi, anh đi cùng em. Nhưng chúng ta uống vài ly thôi nhé. Uống nhiều không tốt đâu. Em biết rồi. Ngồi trên xe, Nhật Nam hỏi Lam. Lam, em có chuyện gì buồn phải không? Nói cho anh nghe đi. Không có gì đâu. Chắc chắn là có. Đồ tự dưng lại rủ anh đi uống rượu như thế chứ. Để nói sau được không? Bây giờ em muốn uống rượu. Nhật Nam đưa Lam tới một quán rượu nổi tiếng. Ở đây có rượu ngon, có trai xinh gái đẹp đang nhảy múa lắc lư. Tới đây mọi người sẽ được uống rượu ngon thượng hạng. Đừng ngắm các chàng trai cô gái ăn mặc mát mẻ gợi cảm, uốn éo trên sân khấu. Mới đầu Lam cảm thấy ngại lắm, nhưng một lát sau, khi nốc hết 5 ly rượu, thì Lam đã biến thành một con người khác. Cô gật gù công nhận. Nhật Nam, anh khá lắm. Đây chính là thiên đường. Rượu ngon, gái đẹp, trai đẹp. Vừa uống rượu lại vừa ngắm người đẹp thế này thì còn gì bằng. Làm sao anh biết chỗ này hay vậy? Đây là quán của bạn anh nên anh biết mà. Bình thường anh có hay tới chỗ này đâu. Anh không tới đây thì anh uống rượu ở đâu? Anh uống ở nhà. Nhà anh đầy rượu ngon. Lam lắc đầu ngao ngán. Anh đúng thật là. Đi uống rượu thì phải tới những nơi như thế này thì uống rượu mới ngon chứ. Uống rượu một mình ở nhà thì ra cái trò trống gì. Anh phải đi ra ngoài để thư giãn đầu óc, để nhìn cái này cái kia cho bổ mắt, rồi gặp gỡ giao lưu với cô này cô kia thì cuộc đời mới vui vẻ, thăng hoa được. Anh cứ ru rú ở nhà, sớm muộn cũng thành ông già khó tính thôi. Nhật Nam gãi đầu nói. Được, vậy thì lần sau anh về mà tới uống rượu tiếp nhé. Nào, cạn ly. Được, cạn ly. Nốt ly này thôi đấy, em say rồi. Lam say rượu, cô lẻ nhẹ nói. Anh ngáo à? Em còn lâu mới say. Cạn ly. Nhật Nam thấy Lam say rồi, anh không muốn cho cô uống nữa, nhưng cô không chịu. Cô cầm ly rượu lên, uống một hơi hết luôn. Hôm nay tâm trạng của cô không tốt nên cô muốn uống say. Cô nghĩ tới mẹ là cô lại cảm thấy chán nản, cô lại muốn uống nhiều hơn. Lam say rượu, cô bắt đầu quậy phá. Cô thấy người ta bo tiền mấy cô gái đang nhảy kia thì cũng nổi hứng. Cô bảo Nam, anh có mang tiền đi không? Có. Em cần dùng tiền sao? Anh đưa cho em một ít tiền đi, để em bao cho mấy anh đẹp trai kia. Lam à, em say rồi đấy. Chúng ta mau về thôi. Em còn lâu mới say. Anh mau đưa tiền đây, nhanh lên nào. Nhận Nam lấy tiền ra đưa cho Lam. Cô cầm tiền và đi lên chỗ mấy bạn trai đang nhảy. Cô hào hứng nói. Mấy anh trai nhảy đẹp quá, tuyệt vời luôn. Đây, tôi bao cho mấy anh này. Lam bao cho mỗi người 2 tờ và nói tiếp. Anh nào chưa có người yêu thì giơ tay. Thế là cả ba anh đều giơ tay nhận là mình chưa có người yêu. Thế là Lam lại bao tiếp lần thứ 2. Sau đó cô hỏi. Trong 3 anh, ai cho tôi bóp mông một cái tôi cho 1 triệu. Ba anh lại giơ tay đồng ý để Lam bóp mông. Nhưng lúc này Nhật Nam ghen rồi. Anh không thể kiên nhẫn được nữa. Anh đại vác Lam lên vai rồi đi thẳng ra ngoài. Lam vùng vẫy. Bỏ em xuống mau, em đang chơi vui mà, bỏ em xuống. Nhật Nam vỗ vào mông của Lam rồi nói. Em giỏi lắm, lấy tiền của anh cho trai lả, đã vậy em còn đòi bóp mông mấy thằng đó nữa. Em muốn anh tức chết phải không? Em thích bóp mông ai thì bóp chứ, liên quan gì tới anh mà anh nói. Em muốn bóp mông cái gì? Bóp mông anh đây này. Chứ anh không cho phép em bóp mông người khác. Được thôi. Nhật Nam bật cười. Anh vừa tức vừa buồn cười. Anh không thể hiểu nổi Lam nữa. Cô say rượu biến thành một con người khác hoàn toàn. Anh vác cô ra xe, đặt cô đứng xuống. Thì cô bóp mông anh một cái, khiến anh giật mình hoang mang. Lam, em bóp mông anh thật đấy hả? Thật chứ sao? Anh nghĩ em đùa hay gì? Bóp bóp. Nhật Nam đứng đơ cả người luôn. Lam kéo cổ Nhật Nam xuống. Cô béo má anh một cái rồi nói. Anh cũng đẹp trai đấy chứ. Đẹp trai đáng yêu như con bò ấy. Đẹp trai như con bò. Trời ơi, đơn vị uống rượu là một sai lầm mà. Em đừng nói nữa có được không? Anh đau đầu quá. Lam cứ lải nhải nói khiến Nhật Nam đau đầu nhức óc. Để cô im miệng lại, Nhật Nam liền hôn cô. Đây là lần thứ 2 hai người hôn nhau. Lần này Lam say rượu nên hai người hôn mãnh liệt hơn trước.
Sau nụ hôn cuồng nhiệt trong xe ô tô thì Lam lăn ra ngủ say như chết. Nhận Nam cởi áo của mình đắp bên người cô, rồi anh lái xe chở cô về nhà. Nhật Nam đưa Lam về nhà riêng của mình, bởi vì ba mẹ Lam vừa đi du lịch, Ngọc Ánh lại đi chơi không có nhà. Lam thì say rượu, không biết trời đất gì nữa. Nhật Nam bế Lam vào phòng ngủ của anh. Anh thay quần áo của cô, rồi lấy khăn lau người giúp cô. Sau đó anh lấy quần áo ngủ của anh mặc vào cho cô. Anh nhẹ nhàng chăm sóc cô như chăm sóc cô vợ nhỏ của mình. Sáng ngày hôm sau, Lam tỉnh giấc. Cô mở mắt ra rồi nhăn nhó mặt mày. Sao đau đầu thế nhỉ? Cô bỗng thấy hoang mang lạ thường. Cô thấy mình nằm trên một chiếc giường lạ. Căn phòng cũng lạ. Cô hoảng hốt ngồi bật dậy. Mình đang ở đâu thế này? Lam lại càng hoang mang hơn khi thấy mình mặc một bộ đồ ngủ của đàn ông. Cô nhìn sang bên cạnh thì cô thấy Nhật Nam đang ngủ ngon lành. Cô hoảng quá liền hét ầm lên. Nhật Nam nghe tiếng hét, anh giật mình tỉnh giấc. Anh còn chưa kịp nói câu gì, Lam đã tát bốp vào mặt của anh một cái rồi đạp anh bay ra khỏi giường. Ui đau quá. Lam à, xem đạp anh thế. Lam cầm cái gối ném vào mặt của Nhật Nam rồi hét lên. Đồ biến thái, ai cho anh nằm trên giường của em? Anh tính giở trò xấu với em phải không? Nhật Nam bật cười rồi giải thích. Em bé à, em đang ngủ trên giường của anh mà. Đêm qua em uống rượu say, em không nhớ gì sao? Lam gãi đầu, cô ngại ngùng hỏi. Đêm qua em say rượu, anh đem về đây à? Thế đêm qua em có nói linh tinh cái gì không? Giữa em và anh có chuyện gì xảy ra không ạ? Giữa chúng ta không có gì đâu. Anh giúp em thay đồ, bởi vì em say nôn hết ra người. Quần áo của em anh giặt sạch và phơi ở ngoài ban công rồi đấy. Ngại quá mà. Em không nói linh tinh thật chứ? Em không nói linh tinh đâu, mà chỉ đòi bóp mông anh thôi. Em bóp anh 3 lần liền đấy. Hả? Em đòi bóp mông anh sao? Không thể nào. Không thể có chuyện đó được. Sao em chẳng nhớ gì cả? À, chúng ta còn... chúng ta còn làm gì? Cô còn đánh nhắc lại cho nhớ không? Nhật Nam lại gần Lam. Anh ghé sát vào mặt của cô, khiến cô căng thẳng hồi hộp. Cô quay lại nhìn anh. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, rồi hai người hôn nhau. Khi hôn thì cô đã nhớ lại những chuyện điên rồ mà đêm qua say cô đã làm với anh. Cô ngại ngùng quay mặt đi. Anh kéo cô lại và hỏi. Em xấu hổ à? Đâu có đâu. Không cần ngại đâu. Ở bên anh em không cần ngại gì cả. Vì anh yêu em, và anh yêu tất cả những điều đó của em mà. Em có tốt gì đâu, sao anh lại yêu em như vậy? Anh yêu em vì em là chính em. Là em chứ không phải là một ai khác. Lam à, hãy đồng ý cho anh chăm sóc, yêu thương em nhé. Anh xin được làm bạn trai của em, có được không? Anh sung tỉnh lắm. Ở bên anh em sẽ bình yên và hạnh phúc. Anh không nói trước được tương lai, nhưng anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có. Lam ngập ngừng nói. Nhưng mà em thấy mình không tương xứng với anh. Em không có gì trong tay cả. Không có học thức. Em chỉ là một nhân viên bán hàng thuê cho anh. Xem lại nói như vậy, em đáng yêu xinh đẹp thế này cơ mà. Em có trái tim thiện lương và ấm áp, như vậy là quá đủ. Anh thấy mình may mắn mới gặp được em đấy. Chúng ta nắm tay nhau và ở bên nhau mãi mãi em nhé. Lam đã rung động trước tình cảm chân thành của Nhật Nam. Nhưng cô đang bối rối, cô không biết phải trả lời anh thế nào. Thấy cô ngập ngừng, Nhật Nam liền nắm tay cô và nói. Em cứ suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời anh, không cần vội. Bây giờ em đói chưa? Anh sẽ nấu đồ ăn sáng chúng ta ăn nhé. Vâng ạ. Phong đi học pha chế 1 tháng thì anh chuẩn bị mở quán. Anh bắt đầu dụ Ngọc Ánh đầu tư tiền cho anh. Ngọc Ánh còn hơn 1 tỷ, cô chuyển nốt cho Phong. Nhưng Phong cần nhiều hơn vậy. Anh nói, Ngọc Ánh, anh cần thêm tiền. Em đầu tư cho anh thêm 2 tỷ nữa nhé. Ánh ngập ngừng. Có bao nhiêu tiền em đưa hết cho anh rồi mà. Phong làm bộ mặt khó chịu. Từng đó thì làm sao đủ cho anh mở cửa hàng được đây. Nhà em giàu như vậy mà em chỉ có mấy tỷ thôi sao? Thì em còn đang đi học, chứ em có làm gì đâu. Mẹ em cho em mấy tỷ thì em đưa cho anh hết rồi đấy. Phong thở dài. Anh ta làm ra bộ mặt không vui. Anh ta im lặng không nói gì nữa. Ngọc Ánh nắm tay bạn trai và nói. Để em nghĩ cách mượn ba em nhé. Ba em nhiều tiền
nhưng không có lý do chính đáng thì ba không cho mượn đâu. Phong lại bày cách cho Ngọc Ánh. Em cứ nói là em mượn tiền đầu tư kinh doanh với bạn, sau một thời gian kinh doanh có lợi nhuận em trả lại tiền cho ba em. Phải có lý do chính đáng như vậy ba mới cho em mượn. Em hiểu ý của anh không? Em hiểu rồi, để em hỏi ba nhé. Mà ba không cho mượn thì em cứ hỏi mượn mẹ em ấy, mẹ em cũng giàu cơ mà. Vâng, để em hỏi. Anh chờ em mấy hôm để em chuẩn bị tiền nhé. Ừ, nhưng mà nhanh lên đấy, anh không thích chậm trễ đâu. Vâng, em biết mà. Để có tiền đưa cho bạn trai, Ngọc Ánh nói dối ba mẹ. Ba cô đang đi du lịch, không có ở nhà thì cô gọi điện cho mẹ cô trước. Mẹ cô đợt này hết tiền nên bà chỉ chuyển cho cô 200 triệu, mà số tiền cô cần là 2 tỷ. Nên cô đã lén vào phòng của ba cô. Cô mở két ăn trộm 2 tỷ của ông Dương. Có tiền, Ánh ngay lập tức đưa cho Phong để Phong mở cửa hàng. Phong có tiền mở cửa hàng đồ uống. Cửa hàng tuy nhỏ thôi nhưng ta tự làm chủ mà không phải làm thuê cho ai. Cuộc sống của Phong đã bước sang một trang mới. Tới thời điểm hiện tại, anh đưa cho Phong tổng cộng là hơn 7 tỷ. Nhờ có Ánh mà Phong thuê được nhà đẹp, có xe ô tô, bây giờ còn có cả một cửa hàng đồ uống ngay mặt phố sầm uất đắc địa. Thế nhưng Phong lại không trân trọng Ngọc Ánh. Phong thích Lam, anh đang cố kinh doanh kiếm tiền để cưới Lam. Phong chỉ đang lợi dụng Ngọc Ánh. Nhưng Ánh yêu mù quáng nên cô không thể nghi ngờ gì Phong. Ông Dương và bà Mai đi du lịch về nhà. Bà Phương mẹ của ông Dương vẫn làm bộ mặt khó chịu khi nhìn thấy Mai. Bà Phương nói giọng mỉa mai. Đi chơi về rồi đấy à? Chưa có vui không? Cô chắc chưa bao giờ được đi du lịch Nha Trang đâu nhỉ? Con chào mẹ. Đúng là con chưa đi Nha Trang bao giờ. Lần này con phải cảm ơn chồng con rồi mẹ nhỉ? Tất nhiên là cô phải cảm ơn con trai của tôi rồi. Nhờ có con trai của tôi mà cô đang là con gà, một bước lên làm con Phượng Hoàng đấy. Bà Mai lập tức đáp trả lại mẹ chồng. Con tưởng là mẹ phải cảm ơn con chứ ạ? Vì nhờ có gặp con, anh Dương mới vui vẻ yêu đời như vậy. Hay là mẹ muốn con trai của mẹ sống lủi thủi cô độc cả đời? Xem ra mẹ là một người mẹ không ra gì rồi. Bà Phương tức điên lên. Cô quá đáng vừa thôi. Tôi đã chấp nhận để con trai tôi lấy cô rồi, mà cô không biết điều nữa. Cái loại vô học. Mẹ nghĩ là mẹ có quyền quyết định sao? Đúng là con vô học, nhưng con cũng là con dâu của mẹ đấy. Tính ra thì con ngang hàng với mẹ mà. Mẹ học cao hiểu rộng mà mẹ nói không lại con. Vậy học nhiều làm gì hả mẹ? Bà Phương tức giận tới mức nấc lên. Cô, tại sao con tôi lại có thể lấy một người như cô chứ? Con trai của mẹ 46 tuổi rồi, già rồi không lấy con thì lấy ai? Mẹ nghĩ gái trẻ ngoài kia họ thèm con trai của mẹ sao? Mẹ bớt ảo tưởng đi mẹ. Bà Phương tức muốn ói máu mà không làm gì được Mai. Đã thế Mai lại còn nói thẳng vào mặt mẹ chồng. Tốt nhất ý, là mẹ về Mỹ sớm đi. Bố mẹ ở đây lâu, có ngày mẹ tức chết luôn đấy. Mẹ ở với con, mẹ không thọ nổi đâu mẹ. Bà Phương tức quá không chịu nổi nữa. Bà giơ tay định tát bà Mai. Thì bà Mai nắm lấy tay của bà Phương, bẻ ngoặt ra đằng sau. Bà Mai ấn đầu bà Phương xuống bàn và nghiến răng nói. Mẹ chồng à, con trai mẹ không có ở nhà đâu. Thế nên mẹ đừng có kiếm chuyện về con. Nếu không mẹ sẽ hối hận, mẹ chồng yêu quý. Cảnh tượng bà Mai túm tóc thách thức mẹ chồng lọt vào tầm mắt của Lam. Cô vừa đi làm về tới nhà, nhìn thấy vậy cô vội chạy vào nhà can ngăn. Mẹ, mẹ làm cái trò gì vậy? Sao mẹ đánh bà nội? Bà Mai lúc này mới buông tay khỏi đầu bà Phương. Bà Mai nói giọng thản nhiên. Không có chuyện gì đâu, con tắm đi rồi xuống ăn cơm nhé. Bà Phương lúc này mới gào ầm ĩ. Có mẹ mày túm tóc của bà đấy, lại còn thách thức bà nữa. Con mẹ mày láo quá thể luôn. Có đời thủa nhà ai con dâu túm tóc mẹ chồng như vậy không? Lam, mày tận mắt nhìn thế rồi đấy. Lam cảm thấy áy náy vô cùng. Mẹ cô là người sai, nhưng cô là người cảm thấy áy náy. Cô cúi đầu xin lỗi bà Phương. Con xin bà nội tha thứ cho mẹ con ạ. Mẹ con đầu óc không được bình thường, nên tính tình lúc nóng lúc lạnh. Bà đừng chấp mẹ con bà nhé. Bà Mai kéo tay của Lam ra và quát. Cái con này, bây giờ phải xin lỗi bà ấy. Bà là người kiếm chuyện với mẹ con trước mà. Mẹ đang nhắc nhở bà ta thôi, chứ mẹ không có đánh bà ta. Mẹ, bà là mẹ chồng của mẹ đấy. Bao năm qua mẹ sống thế nào con không nhắc tới nữa. Nhưng bây giờ khác xưa rồi. Mẹ đã có gia đình, có chồng, có con, và có cả mẹ chồng nữa.
Con xin mẹ hãy học cách chấp nhận làm sâu rồi sống cho phải đạo đi. Con van xin mẹ đấy. Con làm sao mà hiểu được chứ? Bà ta quá đáng với mẹ trước đó. Bà ta coi thường mẹ con mình. Mẹ đang nhắc nhở bà ta thôi. Qua nhắc nhở mẹ chồng của mình bằng cách này không hả mẹ? Con xin mẹ đấy. Mẹ cứ xử tử tế một chút không được sao? Trẻ con thì biết cái gì mà nói. Đi về phòng đi. Lam không nói không rằng, cô đỡ bà Phương. Bà nội, để con đỡ bà về phòng. Bà Phương biết là mình già rồi, không phải đối thủ của bà Mai, nên bà đi theo Lam về phòng. Hôm nay mà Lam không về kịp thì là bà đã bị bà Mai đánh cho một trận. Lam đỡ bà ngồi xuống giường và nói: bà nội nghỉ ngơi đi, con sẽ nói chuyện với mẹ con sau. Có gì không phải, bà bỏ qua cho mẹ con bà nhé. Bà Phương thở dài và nói: cháu về phòng nghỉ ngơi đi, bà không sao đâu. Lam đi về phòng, bà Phương mới nghĩ: con bé Lam rất hiểu chuyện, không như con mẹ nó. Láo không còn gì để nói nữa. Mấy hôm sau, ông Dương bận công việc ở miền trong. Mọi việc ở nhà ông giao cho bà Mai quản hết. Bà Mai thấy cơ hội của mình đã đến thì bà tìm cách trả thù mẹ chồng. Bà Phương đã 70, mắt mở chân chậm. Bà không phải là đối thủ của bà Mai. Ngọc Ánh đợt này đang bận giúp Phong mở cửa hàng nên cô ít khi ở nhà. Lam thì vẫn đi làm. Ở nhà chỉ còn bà Phương với bà Mai. Mà cuộc chiến mẹ chồng nặng sâu của hai người mới bắt đầu và chưa có ngày kết thúc. Bà Phương ngủ dậy thấy nhà cửa vắng tanh. Bà đi vào trong bếp để nấu đồ ăn thì bà bị trượt chân ngã lăn ra sàn nhà. Bà choáng váng hết cả đầu óc. Phải một lúc lâu sau bà mới ngồi dậy được. Bà nhìn sàn nhà bóng lẫy và sặc mùi dầu ăn. Ở trên bàn bếp có can dầu ăn bị đổ lênh láng. Bà Phương mới từ từ đứng dậy để đi lại. Đựng can dầu ăn đang bị đổ thì bà ngã oạch lần thứ hai. Cú ngã này khiến cho bà bị đập đầu vào ghế, sưng to như quả ổi. Mà cái lưng của bà đau điếng không chịu nổi. Bà Phương không đứng dậy nổi. Bà bò ra ngoài phòng khách để gọi người giúp. Nhưng bà Mai nằm trong phòng và giả vờ như không nghe thấy gì. Một lát sau bà Mai đi ra, bà mới giả vờ hỏi: bà sao thế? Sao mà nằm ở dưới sàn thế kia? Tôi không sao. Bà Phương chỉ nói một câu rồi bà nhắm mắt lại. Cơn đau buốt sống lưng khiến bà chảy nước mắt. Bà Phương rất đau, nhưng vì lòng tự ái nên bà vẫn cắn răng chịu đựng. Bà cố đợi Ngọc Ánh về, rồi bà bảo Ngọc Ánh đưa bà đi viện. Bà Phương nhất quyết không nhờ con dâu, bởi vì tối qua hai người xảy ra xô xát. Nhưng bà Phương đâu biết điện thoại của bà đã bị bà Mai thả vào bồn cầu. Thế là bà Phương cứ nằm đó chịu đựng cơn đau một mình. Bà Mai thừa biết tại sao bà Phương không dậy nổi, bởi vì kế hoạch làm đổ dầu ăn là do chính bà Mai tạo dựng lên mà. Bà Mai nói đi ra ngoài gặp bạn, mục đích là bỏ mặc bà Phương ở nhà một mình. Trước khi đi, bà còn để bình nước nóng ngay trên mép bàn, vì bà Phương nằm đó, ở dưới. Chỉ cần bà Phương động vào bàn là bình nước nóng sẽ đổ xuống dưới và đổ thẳng vào bà Phương ngay. Bà Mai cố tình làm như vậy để trả thù mẹ chồng. Đúng như suy đoán của bà Mai, khi bà vừa đi ra khỏi nhà thì bà Phương cố bám vào mép bàn để ngồi dậy. Bà Phương với tay vào bình nước nóng, khiến bình nước vừa đun sôi đổ thẳng xuống đầu của bà. Bà hét lên đau đớn. Lúc bà Phương hét lớn cũng là lúc bà Mai bước ra tới cổng. Nghe tiếng hét đau đớn của mẹ chồng, bà Mai thản nhiên như không có chuyện gì. Bà bước lên taxi và nói: đưa tôi tới spa Ánh Dương. Bà Phương vừa bị đau lưng lại vừa bị bỏng khắp mặt. Bà có kêu gào to thế nào thì cũng không ai nghe thấy. Tầm 9 giờ sáng, khu trọ đi làm hết. Bà Mai lại cố tình đóng kín cửa, thì ở bên ngoài khó có ai có thể nghe được tiếng kêu cứu của bà Phương. Bà cố lết vào nhà vệ sinh để xả nước lạnh vào mặt cho đỡ rát. Nhưng nhà vệ sinh hết nước và nước đã bị bà Mai khóa lại từ bao giờ. Bà Phương choáng váng rồi bất tỉnh. Bà Phương bất tỉnh tới khi bà tỉnh lại thì đã tới chiều. Lúc này bà Mai đã đi chơi về. Bà Mai nhìn thấy bà Phương nằm lăn lóc trong nhà vệ sinh thì bà hả hê lắm. Kế hoạch trả thù đã thành công. Và bây giờ bà chỉ việc vào vai diễn tốt và đứa con dâu tốt là được. Bà hốt hoảng kêu lên: ôi bà ơi, bà bị sao thế này? Mà bà bị làm sao thế này hả bà? Bà Phương lúc này đau tím tái người. Bà thều thào kêu cứu: cứu tôi với, cứu tôi với. Dạ vâng, để con gọi xe cấp cứu. Bà Mai gọi xe cấp cứu rồi gọi cho ông Dương vào mà khóc thảm thiết: anh ơi, mẹ bị ngã đau lắm, em phải làm sao đây? Em sợ lắm,
Anh về nhà với em đi. Sao? Mẹ bị ngã. Em đưa mẹ vào bệnh viện, em sẽ đặt vé máy bay về ngay. Vâng, anh mau về nhà nhé, em sợ lắm. Bình tĩnh đi, anh về ngay đây. Bà Phương được đưa tới bệnh viện với thương tích đầy người. Bà bị phòng bỏng phồng rộp khắp mặt, gãy đốt sống lưng. Vừa nhìn thấy ông Dương là bà Mai đã chạy ra ôm ông Dương khóc nức nở. Anh cuối cùng cũng về rồi, em sợ quá anh à. Mẹ sao rồi em? Mẹ vẫn đang phẫu thuật anh à. Mẹ mà có mệnh hệ gì thì chúng ta phải làm sao hả anh? Thôi em đừng khóc nữa, mẹ sẽ không sao đâu. Ông Dương bắt đầu nghi ngờ bà Mai. Mẹ ông tuy đã 70 tuổi nhưng bà còn khỏe mạnh và minh mẫn lắm. Trước đó ông Dương cũng biết mẹ ông và bà Mai không ưa gì nhau. Ông nghi ngờ có gì đó không ổn. Thế là ông mở camera để xem, thì camera đã bị hỏng. Ông mới đi về kiểm tra thì ông thấy dây camera bị đứt từ bao giờ. Cả cam ngoài cổng cũng bị hỏng. Ông Dương mới sang nhà hàng xóm để xem nhờ xem cam có gì bất thường không. Thì ông thấy người cuối cùng xuất hiện trước cam ở cổng là Ngọc Ánh. Nói vậy thì chính Ngọc Ánh là người cắt đứt dây cam ở cổng và cam trong nhà sao? Ông Dương đang nghi ngờ bà Mai thì bây giờ mọi nghi ngờ đã chuyển sang Ngọc Ánh. Thật ra Ngọc Ánh cắt đứt các dây cam trong nhà mấy hôm trước là vì cô về mở két lấy trộm tiền của ông Dương. Cô sợ bị phát hiện nên đã cắt đứt hết dây cam. Mà số Ngọc Ánh đen đủi là khi cô mở két lấy trộm tiền đã bị bà Mai nhìn thấy. Biết con gái riêng của chồng lấy trộm tiền cắt dây cam, nhưng bà Mai đã không ngăn cản. Bà còn tạo thêm cơ hội cho Ngọc Ánh lún sâu vào tội lỗi. Bà Mai muốn ông Dương và con gái ruột bất hòa, để bà và con gái bà có lợi. Nhân lúc cam bị hỏng, bà Mai tìm cách trả thù bà Phương luôn. Sau tất cả thì bà Mai vẫn chứng minh được rằng bà là người vô tội. Mấy ngày nay bà Mai giả vờ là người con dâu ngoan, bà ở trong viện chăm sóc mẹ chồng. Ông Dương thì về điều tra tại sao Ngọc Ánh lại cắt đứt các dây cam. Ông Dương mở két thì thấy mất 5 tỷ tiền mặt, bởi vì lúc trước đó Ngọc Ánh đã 2 lần lấy trộm tiền của ông để mang cho Phong. Ông liền gọi Ngọc Ánh về nhà để tra hỏi. Ánh, có lấy tiền của ba phải không? Ngọc Ánh cãi ngay. Ba, sao con có thể lấy trộm của ba được chứ? Con đừng nói dối ba nữa. Ba xem nhờ cam nhà hàng xóm và ba thấy con làm hỏng cam của nhà mình. Nếu con mà không có gì mờ ám thì sao con phải làm hỏng cam của nhà mình chứ? Ngọc Ánh lúc này không cãi nổi ông nữa, cô đành phải nhận lỗi. Cô vội quỳ xuống ôm chân ông Dương mà cầu xin. Ba ơi, con biết lỗi rồi, xin ba tha thứ cho con. Là sao con sẽ không dám như vậy nữa đâu ạ? Con nói đi, con lấy tiền của ba làm gì? Con đầu tư kinh doanh với bạn con. Con chỉ là mượn tạm của ba thôi. Con hứa sẽ trả đủ cho ba khi có nhận lợi nhuận. Con kinh doanh cái gì? Kinh doanh với ai? Con phải có kế hoạch cụ thể và báo cho ba biết trước chứ. Sao con lại tự ý lấy trộm tiền của ba? Anh cứ khóc lóc van xin. Con sợ ba mắng nên con không dám nói. Ba ơi, con sai rồi, con không bao giờ như vậy nữa đâu. Con xin ba tha thứ cho con lần này được không ba? Ba thất vọng về con quá. Ông Dương đứng dậy và đi ra ngoài. Sự việc Ngọc Ánh lấy trộm tiền của ông khiến ông rất sốc. Bởi vì Ánh luôn là người con gái ngoan của ông. Ông không thể ngờ Ánh lại làm ra những chuyện kinh khủng như vậy. Chính sự việc chấn động của Ngọc Ánh đã lấp liếm đi những việc làm xấu xa của bà Mai. Bà Mai đã thành công qua mặt được ông Dương một cách dễ dàng. Trong lúc Ánh đang gặp rắc rối, cô tuyệt vọng nhất và người cô nhớ tới đầu tiên là Phong. Cô vội gọi điện cho Phong. Alo, anh Phong à, 3 tỷ em đưa cho anh dùng tới chưa? Nếu anh chưa dùng tới, anh đưa lại cho em được không? Sao thế, em tiếc tiền à? Em cho anh rồi đấy, bây giờ đòi lại là sao? Không phải là em đòi tiền anh, mà là ba em biết chuyện rồi. Bây giờ ba đang rất giận em. Kệ ba em, ông ấy không giận em được lâu đâu. Em cứ năn nỉ ông ấy đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Em sợ lắm, chưa bao giờ ba giận em như vậy. Em sợ ba giận hơn sợ anh buồn à? Em không sợ anh chia tay em sao? Nếu anh trả lại tiền cho em thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta chia tay nhau. Hay là em muốn chúng ta chia tay? Không không, em không muốn chia tay anh đâu. Em sẽ không chia tay. Nếu em không muốn chia tay thì em tự nghĩ cách xin lỗi ba em đi. Số tiền em đưa cho anh đã có việc cả rồi. Vâng, thế để em nghĩ cách xin lỗi ba em. Đúng rồi, ngoan, anh thương.
Chỉ một câu nói của Phong mà anh lại bị lú lẫn tiếp. Trong khi Ánh đang khổ sở nghĩ cách xin ba tha thứ thì Phong lại tìm bà Mai và đưa cho bà Mai 3 tỷ tiền mặt. Con à, cô à, con gửi cô trước 3 tỷ tiền sính lễ, còn 2 tỷ con sẽ cố gắng thu xếp đưa cho cô vào cuối năm nay. Bà Mai nhìn thấy số tiền lớn như vậy, mắt bà ta sáng bừng lên. Mặc dù bà đã nhận Nhật Nam là con rể, nhưng bà vẫn tìm cách lợi dụng Phong để kiếm tiền làm vốn riêng. Bà Mai đon đả bảo Phong, thế cũng được, từ cuối năm nay cô sẽ gả cái Lam cho cháu, từ khi đó cháu phải chăm sóc cái Lam thật là tốt đấy nhá. Con bé thiếu thốn tình cảm từ nhỏ rồi, cô tin tưởng cháu đấy Phong. Dạ vâng, cảm ơn cô, cháu sẽ chăm sóc cho Lam thật là tốt. Bà Mai ỉm luôn số tiền của Phong đi. Trở về nhà, bà lại còn cười khẩy. Bà chê Phong quá ngu ngốc khi tin vào lời của bà nói. Bởi hôm nay Ngọc Ánh ở nhà để tìm cách xin ông Dương tha thứ, nên cô không tới nhà Phong. Phong lại nhân cơ hội rủ Lam tới nhà chơi. Phong lái xe ô tô tới trung tâm để tìm Lam. Vừa thấy Phong tới, mọi người đã ổ lên vì quá ngạc nhiên. Chỉ mới 2 tháng trước anh còn làm việc ở đây, anh thuê trọ và sống cuộc sống khó khăn. Bây giờ thấy anh đi ô tô bóng loáng, đầu tóc ăn mặc chỉn chu, mọi người rất ngạc nhiên. Ai cũng tò mò không biết Phong làm gì mà lại giàu nhanh như vậy. Em chào mọi người, lâu rồi không gặp, mọi người có khỏe không ạ? Chị quản lý chạy nhìn Phong từ đầu tới chân. Phong, em làm cái gì mà giàu nhanh quá vậy? Chị không nhận xem luôn đấy. Em mở cửa hàng kinh doanh đồ uống, nay em có mang trà và bánh ngọt mời mọi người đây. Chị bất ngờ đấy. Em giỏi quá Phong à. Cho chị địa chỉ cửa hàng của em đi, hôm nào chị và mọi người qua ủng hộ em. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Thế này em tới thăm mọi người hay là tìm cái Lam? Dạ cả hai chị à. Mà Lam đâu rồi chị? Biết ngay mà, cái Lam vừa ra ngoài với sếp, để chị gọi nó cho. Phong nghe nói Lam ra ngoài với sếp thì mặt anh sầm lại. Anh lại bắt đầu ghen tuông. Lam ở Nhật Nam đi giải quyết công việc, Nhật Nam tranh thủ đưa Lam đi chơi luôn. Đi giải quyết công việc chỉ là cái cớ của Nhật Nam thôi. Bởi vì muốn ở bên Lam nên Nhật Nam luôn tìm cớ để đưa cô đi cùng. Hai người ăn no bụng rồi đi về. Ôi, em no bụng quá, vỡ bụng mất. Anh cũng thế, mà đồ ăn ngon em nhỉ? Dạ. Mà em thích ăn gì anh đưa em đi. Thôi, em béo lắm rồi, một tháng em tăng tới 3 cân đấy. Anh thấy bình thường mà, em có béo đâu. Bình thường cái gì chứ, bây giờ còn như vậy, sau này cưới về em thành con heo sao? Mắt của Nhật Nam sáng lên. Anh vội hỏi Lam. Lam, nói như vậy nghĩa là em đồng ý làm vợ anh rồi phải không? Đâu có đâu, em đang suy nghĩ mà, em chưa quyết định. Thế sao em lại đỏ mặt? Em cũng có tình cảm với anh rồi đúng không? Ai mà thèm có tình cảm với anh chứ. Chụt. Nam thơm vào má của Lam một cái. Lam ngại ngùng quay mặt đi. Anh, sao anh lại... Chụt. Lam à, ở bên em cảm thấy hạnh phúc lắm. Anh yêu em, thương em. Chúng ta kết hôn nhé. Không muốn. Ai muốn kết hôn với anh chứ? Sam Lam trả lời không muốn, nhưng là cô đang nói dối. Bản thân cô đã yêu anh và muốn ở bên anh rồi. Cô quay mặt đi và mỉm cười hạnh phúc. Nhật Nam kéo cô vào lòng, rồi hai người lại hôn nhau. Nụ hôn như thay cho câu trả lời cho tình yêu của hai người. Cả hai chìm đắm trong tình yêu và hạnh phúc. Nhật Nam chở Lam về trung tâm, rồi anh quay về công ty. Lam đi vào trung tâm thì Phong đã chờ cô sẵn ở đó. Vừa nhìn thấy Lam, Phong gọi to. Lam, Lam ơi. Gặp lại người anh tốt đã giúp đỡ mình trong khoảng thời gian khó khăn, Lam vui lắm. Cô hớn hở chạy lại chỗ của Phong. Anh Phong. Phong giang tay ôm cô gái nhỏ, cười hớn hở. Một tháng không gặp cô gái nhỏ của anh rồi. Em có khỏe không? Công việc vẫn tốt chứ? Dạ em khỏe, công việc tốt anh à. Còn anh thế nào rồi, đã mở cửa hàng chưa? Anh khỏe lắm. Vừa rồi anh bận mở cửa hàng nên không tới thăm em được. Anh mở cửa hàng rồi sao? Chúc mừng anh nhé. Lam, tới cửa hàng anh chơi đi, anh sẽ làm đồ cho em thưởng thức. Dạ vâng ạ. Lam luôn quý Phong như một người anh trai của cô, nhưng do Phong thích cô nên những tình cảm đó khiến anh lầm tưởng là cô cũng thích anh, nên càng ngày anh lại càng chìm đắm vào con đường tội lỗi của mình. Phong đang lợi dụng một người
để có cơ hội ở bên một người. Phong đang thay đổi từ một người đàn ông tốt bụng thành một người xấu xa thủ đoạn. Phong đưa Lam về cửa hàng của mình. Anh làm cho cô đồ uống, làm đồ ăn vặt cho cô ăn. Cả hai trò chuyện rất vui vẻ. Một lúc sau, Phong muốn Lam về nhà mình chơi nên anh nói: Lam à, em về nhà anh chơi nhé. Từ ngày anh chuyển tới nhà mới, em chưa tới nhà anh lần nào đâu. Lam vui vẻ gật đầu: Vâng ạ. Em cũng muốn biết là anh sống có tốt không. Chúng ta đi thôi nào. Phong đưa Lam về nơi ở của mình. Nhìn căn nhà khang trang của Phong thì cô thấy rất vui. Cô vui mừng khi thấy anh có một cuộc sống tốt như vậy. Anh Phong à, thấy anh sống tốt như vậy em vui lắm. Em chúc mừng anh nhé. Chúc anh trai của em ngày càng thành công lớn hơn nữa nha. Phong nghe Lam gọi mình là anh trai, mặt của anh xỉ xuống. Anh không muốn làm anh trai của em đâu. Ơ, tại sao thế ạ? Anh muốn làm... Phong đang nói thì chuông điện thoại của anh vang lên. Nhìn màn hình là tên Ngọc Ánh đang gọi đến, anh liền nói: Em ngồi đây chờ anh một chút nhé. Em ra ngoài nghe điện thoại cho anh vào ngay. Vâng. Phong như sợ lộ, anh đi thật nhanh ra ngoài. Khi thấy Lam không thể nghe được nữa, anh mới bắt máy. Ngọc Ánh à, có chuyện gì không? Anh ơi, bé giận em rồi. Ba nói là em đầu tư kinh doanh cũng tốt. Em vui quá. Em với ba vừa nói chuyện xong. Phong lại tiếp tục moi tiền của anh. Vậy tốt quá rồi. Em xin ba em thêm 2 tỷ đưa cho anh nhé, để anh mở chi nhánh 2 nữa được không? Anh cần 2 tỷ nữa sao? Ừ, anh muốn phát triển kinh doanh thêm chi nhánh, để sau này khi về ra mắt nhà em, anh sẽ tự tin hơn. Với hoàn cảnh hiện tại của anh vẫn chưa đủ tự tin em ạ. Ngọc Ánh nghe Phong nói vậy thì cô lại tin Phong. Cô liền nói: Vâng, để em hỏi ba em xem sao. Em cố gắng hỏi mượn ba đi. Anh làm tất cả cũng vì tương lai của chúng ta sau này. Em hiểu tấm lòng của anh phải không? Dạ em hiểu ạ. Ngoan lắm bé yêu. Phong tắt máy, anh cười khẩy. Chỉ cần có đủ 5 tỷ đưa cho cô Mai là anh có cơ hội ở bên Lam. Từ khi đó anh sẽ sang nhượng cửa hàng rồi đưa Lam ra nước ngoài sống. Anh sẽ đưa Lam đi thật xa. Anh sẽ không bao giờ tìm thấy anh được. Ở trong nhà, Lam thấy nhà Phong bừa bộn quá, cô liền đứng dậy dọn dẹp giúp Phong. Lúc Lam lau nhà thì Phong đi vào nhìn thấy. Phong bỗng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Lam cứ như một người vợ hiền đang dọn dẹp nhà cửa. Bởi vì không kìm lòng được, Phong đã lại gần ôm Lam từ phía sau. Lam à. Thấy Phong ôm mình, Lam giật mình hoang mang. Cô vội đẩy Phong ra và nói: Anh Phong, anh làm gì vậy? Phong liền nắm tay của Lam. Lam à, anh thích em. Chúng ta hãy cùng nhau đi tới một nơi xa được không? Anh ấy sẽ chăm sóc và yêu thương em cả cuộc đời này. Trước lời bày tỏ tình cảm của Phong thì Lam lại càng hoang mang. Cô ấp úng nói: Anh Phong, em vẫn luôn coi anh là anh trai của em. Chưa thế nào thì bây giờ vẫn thế. Thế nên chúng ta không thể đâu. Em chỉ coi anh là anh trai thôi sao? Vâng ạ. Anh Phong à, tình cảm em dành cho anh là tình anh em. Em luôn mong anh có một cuộc sống thật là tốt. Nhưng anh thích em nhiều lắm. Anh không muốn làm em trai anh trai của em đâu. Hãy đi tới một nơi xa cùng anh được không? Anh sẽ yêu em bằng cả tính mạng này. Anh Phong, em có bạn trai rồi. Hãy coi em là một người em gái rồi chúc phúc cho em có được không ạ? Phong ngồi phệt xuống ghế, gương mặt của anh lộ rõ sự đau khổ. Vậy là điều anh lo sợ đã xảy ra. Anh ngập ngừng hỏi Lam: Em với Nhật Nam đang hẹn hò đúng không? Lam không hề giấu giếm, cô thừa nhận với Phong là cô và Nhật Nam đang hẹn hò. Cô muốn Phong chúc phúc cho cô, bởi vì cô vẫn luôn coi Phong là người anh tốt của cô. Dạ đúng ạ. Em với Nhật Nam đang hẹn hò, em mong được anh Phong chúc phúc cho em. Phong nắm chặt bàn tay lại, hai mắt Phong đỏ hoe, anh hỏi Lam: Lam, em không có một chút tình cảm nào với anh sao? Em có. Nhưng tình cảm đó là tình cảm anh em, anh Phong à. Anh hãy coi em là em gái của anh nhé. Anh không thể. Anh rất thích em mà. Phong khóc, Lam cũng khóc. Lam nắm tay của Phong và nói: Anh à, anh đừng như vậy có được không? Anh có thể làm anh trai của em được không? Em rất quý anh. Em không muốn mất đi tình cảm anh em tốt đẹp thế này đâu. Em xin anh đấy. Trước ánh mắt van nài của Lam thì Phong bỗng nhiên gật đầu đồng ý.
Phong ôm Lam và nói: "Em đừng khóc nữa. Anh đồng ý từ bây giờ anh sẽ là anh trai của em. Em là em gái của anh. Mình sống thật vui vẻ và hạnh phúc em nhé." Lam mừng lắm, cô nghẹn ngào: "Dạ vâng ạ." Phong lau nước mắt cho Lam rồi anh mỉm cười. Lam cũng mỉm cười. Lam vui mừng lắm. Cuối cùng thì Phong cũng đồng ý làm anh trai của cô. Hai người sẽ luôn vui vẻ như trước. Cô cũng sẽ không mất đi một người anh trai tốt. Cô thấy vui quá. Mọi chuyện đã quay lại với quỹ đạo của nó. Hai anh em ngồi nói chuyện. Tới 10 giờ thì Lam đứng dậy đi về. Phong đứng dậy lấy chìa khóa xe. "Anh đưa em về nhé. Chìa khóa xe đâu đồ dậy rồi nhỉ?" "Dạ thôi anh nghỉ sớm đi. Anh Nam tới đón em rồi." "Nhân Nam tới đón em sao?" "Dạ vâng. Anh ấy cứ hỏi em đang ở đâu. Em bảo là em đang ở đây. Thế nên anh ấy đón em từ nãy rồi ạ." Phong nhìn qua cửa kính xe. Anh thấy ô tô của Nhật Nam đỗ ở bên đường. Trong lòng khó chịu vô cùng. Nhưng Phong không thể giữ Lam ở bên mình. Anh miễn cưỡng nói: "Ừ, vậy em về đi." "Dạ, em về đây. Hôm nào rảnh em qua chơi sau nhé." "Ừ." Trước mặt Lam thì Phong mỉm cười tỏ vẻ là bình thường vậy thôi. Nhưng khi Lam vừa đi khỏi, ánh mắt Phong đã thay đổi. Phong giận dữ nắm chặt bàn tay lại. "Lam, anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu. Cho tới một ngày anh cướp em về và sẽ đưa em đi thật xa. Mình sẽ tới một nơi mà không có ai biết được. Em sẽ mãi mãi là vợ của anh. Ngày đó sẽ nhanh thôi. Và chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau." Trên đường về, Nhật Nam hỏi Lam: "Phong làm công việc gì mà nhanh giàu thế em? Anh ấy mở cửa hàng đồ uống à? Em không thấy cậu ấy giàu bất thường sao? 4 năm qua cậu ấy làm việc ở trung tâm như thế nào, anh là người biết rõ. Cô buôn ma túy cũng không thể giàu nhanh như vậy được." "Em cũng rất bất ngờ. Nhưng anh ấy không nói thì làm sao mà em biết. Mà thôi kệ đi, anh ấy sống tốt là em vui rồi." Nhật Nam liền nói: "Cậu sống tốt anh mừng cho cậu ta. Nhưng em tới nhà cậu ta chơi đến tối muộn như vậy, anh không thích đâu nhá." "Anh ghen đấy à? Em với Phong chỉ coi nhau như anh em thôi mà." "Em nói thật chứ?" "Thật mà anh. Anh không tin em sao?" "Anh tin em." Trước khi vào nhà, Lam còn hôn lên má của Nhật Nam một cái để xoa dịu những nghi ngờ trong lòng của Nam. "Như thế này anh đã yên tâm chưa?" "Anh yên tâm rồi. Em ngủ ngon nhé. Mang tớ đón đi làm." "Dạ vâng." Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào mà vẫn không nỡ tạm biệt nhau để về nhà. Ở trên ban công, bà Ma đã nhìn thấy tất cả. Bà bắt đầu lên kế hoạch để moi tiền của Nhật Nam. Lam về phòng thì bà Mai đã ngồi chờ sẵn. "Con chào mẹ. Tối nay mẹ không vào viện với bà nội à?" "Này có em gái bái vào với bái rồi. Cậu vừa đi đâu về đấy?" "Con đi chơi à?" "Con với Nam tiến triển tới đâu rồi?" "Dạ, chúng con đang tìm hiểu." "Bà thấy con với Nhật Nam thân mật vượt quá mức cho phép rồi đấy. Nếu con xác định tiến tới với nó thì con đưa cậu ta về đây nói chuyện người lớn đi." "Mẹ vội gì chứ, con còn ít tuổi mà." "Con đừng để lâu quá. Yêu lâu quá không tốt đâu. Con không sợ người ta cướp mất cậu ta sao?" "Con nghĩ là cái gì là của mình thì sẽ là của mình thôi. Nếu đã không thuộc về mình thì con giữ thế nào cũng không thể được. Mẹ không cần phải lo đâu, con biết mình phải làm gì." "Ờ, vì mẹ lo cho con thôi. Mẹ tiện Nam cũng là tốt đấy, nhà lại có điều kiện. Về làm dâu nhà người ta, mẹ tin là con sẽ hạnh phúc." "Con gái mẹ còn trẻ mà, mẹ lo gì chứ. Thôi con đi tắm đây, nóng quá." "Ờ, con tắm đi." Bà Mai chở Lam vào phòng tắm. Bà lấy điện thoại tìm số của Nhật Nam. Sau khi có số của Nhật Nam, bà đi về phòng để bắt đầu lên kế hoạch moi tiền của Nhật Nam. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.